CJ Immigration Services, Văn phòng luật di trú nước ngoài, được cấp phép tại Việt Nam. CJ Immigration Services là đối tác chính thức của CEI Việt Nam. Thành lập vào năm 2007, với trụ sở chính tại Canada, cùng các chi nhánh, văn phòng đại diện và liên kết tại Trung Quốc, Hồng Kông, tập đoàn CJ International Group là một công ty tư vấn quốc tế, chuyên sâu về các chương trình đầu tư lấy thường trú nhân và quốc tịch trên toàn thế giới, dành cho khách hàng có tài chính cao và mong muốn định cư tại Hoa Kỳ, Canada, châu Âu và vùng Caribbean. Tại thị trường Việt Nam, chúng tôi hiện diện thông qua hai thương hiệu CJ Immigration Services và CJ Legal Services với mục đích cung cấp dịch vụ định cư một cách đa dạng để hỗ trợ khách hàng Việt Nam thực hiện ước mơ định cư tại nước ngoài. Điểm nổi bật: chúng tôi tự hào đem đến dịch vụ tư vấn minh bạch và chuyên nghiệp cho khách hàng. Trung thực, tận tâm và đạo đức là tiêu chuẩn hàng đầu đối với từng nhân viên trong công ty. Trực thuộc CJ International Group, chúng tôi được thừa hưởng kinh nghiệm phong phú với sự hỗ trợ của các văn phòng của tập đoàn tại Canada, Trung Quốc, Hồng Kông. Với hơn 15 năm kinh nghiệm tư vấn, với tỷ lệ hồ sơ thành công cao, tập đoàn CJ International Group đã mang đến niềm hạnh phúc và cuộc sống mới tươi đẹp cho hơn 500 gia đình khách hàng, trong đó có khách hàng Việt Nam. Với đội ngũ cố vấn pháp lý và chuyên gia tư vấn nhiều kinh nghiệm, làm việc trực tiếp tại Việt Nam, chúng tôi nỗ lực không ngừng để hỗ trợ khách hàng thực hiện được giấc mơ định cư của mình. Luật sư nước ngoài được cấp phép hành nghề tại Việt Nam, chuyên nghiệp và hiểu rõ những quy định về di trú. Với mối quan hệ đối tác rộng lớn, khách hàng của chúng tôi được tiếp cận dễ dàng các dịch vụ hàng đầu trong lĩnh vực di trú. Các dịch vụ của chúng tôi: hỗ trợ khách hàng tìm hiểu pháp luật và các quy định về di trú của các quốc gia tại nơi họ mong muốn định cư. Hỗ trợ khách hàng trong chuyến thăm khảo sát tại quốc gia liên quan, trong trường hợp cần thiết, xem xét và chuẩn bị hồ sơ hoặc đơn xin định cư của khách hàng phù hợp với luật pháp và quy định của chính phủ quốc gia sở tại. Hỗ trợ và hướng dẫn khách hàng chuẩn bị trước buổi phỏng vấn, kiểm tra với chuyên viên di trú của chính phủ quốc gia sở tại. Đại diện khách hàng để trao đổi liên hệ với các cơ quan chính phủ sở tại trong suốt quá trình nộp đơn của khách hàng. Chương trình định cư: CJ Legal Services cung cấp dịch vụ tư vấn định cư dành cho nhiều đối tượng khách hàng với một số chương trình sau: định cư Canada, cấp liên bang, Startup Visa, thị thực khởi nghiệp, Express Entry, lao động tay nghề cao, lao động kỹ thuật nghề, kinh nghiệm Canada, cấp tỉnh bang, các chương trình đề cử tỉnh bang diện doanh nghiệp tại British Columbia, Nova Scotia, Saskatchewan, Prince Edward Island, Alberta, định cư tại Hoa Kỳ, chương trình đầu tư định cư EB5, định cư tại châu Âu, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Malta, Đức, Vương quốc Anh, định cư tại vùng Caribbean. Chúng tôi hiện đang hỗ trợ rất nhiều khách hàng Việt Nam trong quá trình thực hiện kế hoạch định cư ở nước ngoài thông qua các chương trình theo diện đầu tư, doanh nhân hoặc tay nghề cao. Quét mã QR trên màn hình để tải các cẩm nang du học mới nhất các bạn nhé. Hãy liên hệ tới các văn phòng của CEI để được hỗ trợ thủ tục xin trường và visa. CEI Việt Nam được thành lập từ năm 2009, tự hào là đối tác của hơn 400 cơ sở giáo dục danh tiếng tại Canada. Với đội ngũ tư vấn viên dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi đã giúp hơn 10.000 sinh viên biến giấc mơ du học thành hiện thực. Đến với CEI, bạn không chỉ có cơ hội săn học bổng giá trị từ 30-100%, mà còn có cơ hội miễn phí xét đơn, hưởng ưu đãi phí dịch thuật và nhận những quà tặng độc quyền từ các đối tác hàng đầu. Hãy theo dõi CEI để không bỏ lỡ những thông tin du học, định cư chính thống và mới nhất từ chính phủ Canada.